Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Tin Vui Media. Hôm nay, anh em chúng tôi hân hạnh được tiếp tục chia sẻ cùng quý vị qua chuyện đời, chuyện đạo. Chào anh Cư. Chào Liên. Kính thưa quý khán thính giả, tin vui đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị đó là dự luật SB 360 đã bị thu hồi bởi chính tác giả. Vào ngày 8 tháng 7, 2019, một ngày trước khi được đưa ra tranh luận trong Ủy ban An toàn Công cộng California. Dự luật SB 360 đã bị thu hồi trước phiên điều trần, dự định vào ngày 9 tháng 7 năm 2019 tại Ủy ban An toàn Công cộng California. Quyết định của tác giả dự luật này là Thượng nghị sĩ Jerry Hill, Đảng Dân Chủ thuộc khu vực San Mateo, được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ủy ban An toàn Công cộng công bố một tường trình về dự luật vào ngày 8 tháng 7 năm 2019. Bản tường trình đó nêu lên tầm quan trọng của tu chính án thứ nhất, còn được gọi là First Amendment, và những lo ngại có tính bắt buộc của dự luật này. Dự luật SB 360 đã được Thượng viện tiểu bang California thông qua vào tháng 5 2019 với số phiếu đa số ủng hộ. Luật sẽ đòi buộc các linh mục phải vi phạm ấn tín tòa giải tội trong một số trường hợp nếu họ biết được về tội lạm dụng trẻ em trong khi nghe những lời xưng tội từ các linh mục hoặc quan chức khác của giáo hội. Ngoài những phản đối về tự do tôn giáo, nhiều người, bao gồm cả tường trình của Ủy ban An toàn Công cộng, đã lưu ý rằng dự luật sẽ gần như không thể thực thi. Quyết định thu hồi của ông Hill đã dựa theo sự phản đối mạnh mẽ của công chúng đối với luật đề xuất. Hơn 100.000 người Công giáo đã gửi thư bày tỏ sự phản đối của họ với dự luật SB 360. Sau cuộc bỏ phiếu của Thượng viện hồi tháng 5 năm 2019, Đức Giám mục Michael Barber của giáo phận Oakland đã đưa ra một tuyên bố rằng cả ngài và bất kỳ linh mục nào của ngài cũng sẽ không tuân thủ luật pháp nếu nó có hiệu lực. Ngài viết, tôi sẽ đi tù trước khi tôi tuân theo cuộc tấn công này vào tự do tôn giáo của chúng tôi. Ngay cả khi nếu dự luật này được thông qua, không một linh mục nào có thể tuân theo nó. Hội đồng giám mục Công giáo California đưa ra một tuyên bố hôm thứ Hai, ngày 8 tháng 7 năm 2019, hoan nghênh việc thu hồi dự luật là một chiến thắng cho tự do tôn giáo. Trong một phát biểu, Đức Tổng giám mục Jose Gomez, Tổng giáo phận Los Angeles đã nói, đây là kết quả rất tốt cho người Công giáo California và tín đồ của tất cả các tín ngưỡng, không chỉ ở tiểu bang này mà trên cả toàn quốc. SB 360 là một luật rất nguy hiểm. Đó là một mối đe dọa đối với bí tích giải tội. Để từ chối quyền được xưng tội bí mật đối với các linh mục và hàng chục ngàn người Công giáo làm việc với các linh mục tại các giáo xứ và các cơ quan và mục vụ khác của giáo hội. Đức Tổng giám mục Gomez cảm ơn những người đã làm việc để chống lại dự luật này, gồm nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo trên khắp nước Mỹ. Ngài nói, thật là một điều tuyệt vời khi được đứng cùng với các anh chị em của chúng ta trong các nhà thờ Công giáo và chính thống giáo Đông Phương, với những người tin lành, Anh giáo và Luther, Hồi giáo và Do Thái và giáo hội Latter-day Saints. Trước đây, Thượng nghị sĩ Hill đã tuyên bố rằng đặc quyền giáo sĩ trong tòa cáo giải đã bị lạm dụng một cách quá đáng, dẫn đến việc không báo cáo và ngấm vào gốc rễ việc lạm dụng hàng ngàn trẻ em trong nhiều giáo phái và tín ngưỡng. Thượng nghị sĩ Hill cũng tuyên bố rằng sự lạm dụng như vậy đã được tiết lộ thông qua các cuộc điều tra gần đây của 14 luật sư.
chính phủ liên bang và các quốc gia khác. Mặc dù các cuộc điều tra gần đây về cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục giáo sĩ ở các quốc gia và khu vực tài phán khác nhau, không có dữ liệu nào được thiết lập hoặc chỉ ra việc sử dụng bí tích giải tội để tạo điều kiện hoặc duy trì tình trạng lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Theo giáo luật, các linh mục vi phạm ấn tín tòa giải tội qua việc chia sẻ bất cứ điều gì biết được trong bối cảnh xưng tội cho bất cứ ai, bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì, đều tự động bị phạt vạ tuyệt thông và những hình phạt khác, kể cả bị trục xuất khỏi hàng giáo sĩ. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2019, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, chánh án tòa ân giải tối cao của Tòa Thánh Vatican, đã ban hành một tài liệu nhấn mạnh đòi hỏi thực chất bên trong của bí mật về bí tích. Tài liệu được đón nhận rộng rãi như một phản ứng trước những nỗ lực của các chính phủ ở California và các khu vực pháp lý khác để tấn công ấn tín bí tích. Thưa quý vị, có thể nói việc thu hồi luật SB 360 là một dấu hiệu tốt lành cho việc thực thi tự do tôn giáo tại California. Một điều đã được quy định rõ ràng trong tu chính án đầu tiên, First Amendment. Tuy nhiên, những thách đố về tự do tôn giáo, tự do lương tâm vẫn chưa phải là đã chấm dứt. Vì vậy, rất cần nhiều lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta. Kính thưa quý vị, trong khi dự luật SB 360 được thu hồi là một tin vui cho giới công giáo, thì trong tuần qua, một bản tin đăng trên mạng của Đài Vatican lại là một điều khiến cho chúng ta phải suy nghĩ. Đó là câu chuyện ông Vincent Lambert, một bệnh nhân đang sống trong tình trạng thực vật hay ý thức tối thiểu, sau khi bị tai nạn xe vào năm 2008 và đang được điều trị tại Bệnh viện Sebastopol ở Rennes đã qua đời. Vào sáng 11 tháng 7 năm 2019, ông sẽ tròn 43 tuổi vào ngày 20 tháng 9 sắp tới. Sự qua đời của ông được Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống là một sự thất bại cho nhân loại của chúng ta. Thưa quý vị, dù cha mẹ ông tin là con mình không phải đang sống thực vật và ông bà đã khiếu nại đến Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, nhưng Tòa Tối cao của Pháp vẫn quyết định để cho ông chết dần bằng cách rút các ống truyền thức ăn và nước. Ngày 2 tháng 7, 2019, bác sĩ điều trị đã ngừng truyền thức ăn và nước cho ông sau cuộc chiến dai dẳng về luật pháp. Ngày 10 tháng 7 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã đăng một tweet trên tài khoản Twitter @pontifex bằng chính ngôn ngữ, mời gọi cầu nguyện cho các bệnh nhân, những người bị bỏ rơi và bị để cho chết. Ngài viết, chúng ta hãy cầu nguyện cho các bệnh nhân, những người bị bỏ rơi và bị để cho chết. Một xã hội là nhân đạo nếu bảo vệ sự sống, mọi sự sống, từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc tự nhiên. Các bác sĩ phải phục vụ sự sống, chứ không tước đoạt sự sống. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống đã đăng một thuyết vào ngày ông Vincent Lambert qua đời như sau. Đức Tổng Giám mục Palia và toàn bộ Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống cầu nguyện cho gia đình ông Vincent Lambert, cho các bác sĩ, cho tất cả những người liên quan đến sự kiện này. Cái chết của ông Vincent Lambert và câu chuyện của ông là một thất bại cho nhân loại của chúng ta. Ông Alessandro Cisosti, giám đốc lâm thời của văn phòng báo chí Tòa Thánh, nói trong một tuyên bố, chúng tôi đau đớn nhận được tin về cái chết của ông Vincent Lambert. Chúng tôi cầu nguyện xin Chúa đón ông vào nhà của người và chúng tôi bày tỏ sự gần gũi với những người thân yêu của ông và với những người cho đến phút cuối
đã dấn thân hỗ trợ ông bằng tình yêu và sự cống hiến. Chúng tôi nhắc lại và khẳng định những điều Đức Thánh Cha đã nói về vấn đề đau đớn này. Thiên Chúa là chủ nhân duy nhất của cuộc sống, từ khởi đầu cho đến cái chết tự nhiên. Và nghĩa vụ của chúng ta là luôn luôn bảo vệ nó và không đầu hàng trước nền văn hóa loại bỏ. Hôm 9 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Michel Albertis của Paris cũng đã yêu cầu các linh mục trong giáo phận dâng thánh lễ cầu nguyện cho ông Vincent Lambert cũng như cho gia đình của ông. Như quý vị đã thấy, thế giới ngày nay phát triển thật nhanh, mang đến nhiều tiện ích cho con người trong cuộc sống. Nhưng cũng chính những tiến bộ khoa học ấy đã đẩy con người xa dần với Thiên Chúa và quên mất chỉ có Thiên Chúa mới là chủ nhân duy nhất trên cuộc sống của mình. Xin tiếp tục cầu nguyện cho những Kitô hữu và cho chính mỗi người chúng ta trong hành trình đức tin giữa một thế giới đầy phát triển nhưng cũng đầy thách đố hôm nay. Thưa quý vị, một bản tin khác loan trên đài Vatican vào tuần qua đã cho thấy sự lưu tâm của Đức Thánh Cha Francisco khi muốn giao thêm nhiều trách nhiệm cho phụ nữ trong giáo hội. Ngày 8 tháng 7 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm 23 thành viên mới của Bộ Tu hội Thánh Hiến và Tu đoàn Tông đồ. Trong đó có 6 nữ tu là bề trên tổng phụ trách của các tu hội và một chị thuộc tu hội đời. Sự bổ nhiệm này bao gồm các hồng y, giám mục, các tổng phụ trách của một số dòng tu nam, được xem là một sự phá vỡ truyền thống trong quá khứ, khi bao gồm cả các phụ nữ. Điều này chứng tỏ Đức Thánh Cha Francisco đã chú ý đến việc đưa phụ nữ vào hàng lãnh đạo của Vatican. Vào năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm nữ tu Irma Lucia, tổng phụ trách tu hội truyền giáo Comboni, làm thành viên của Bộ Truyền giáo các dân tộc. Đây là lần đầu tiên một vị tổng phụ trách của một dòng nữ được bổ nhiệm là thành viên của một bộ. Thưa quý vị, 6 nữ tu tổng phụ trách được bổ nhiệm lần này là nữ tu Kathleen Appler, là tu hội nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn; nữ tu Yvonne Rongert, là tu hội con Đức Mẹ Phù Hộ, còn được gọi là nữ tu Saladin Don Bosco; nữ tu François Messi, thuộc tu hội Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ; nữ tu Luigia Caccia, thuộc tu hội truyền giáo Comboni; nữ tu Simona Brambilla, là tu hội truyền giáo Consolata; và nữ tu em Rita Calvo Sanz, thuộc tu hội Mẹ Maria; chị Olga Krisova, chủ tịch tu hội đời, những thiện nguyện viên của cha Don Bosco, cũng được bổ nhiệm. Hiến chế Pastor Bonus, tạm dịch là đấng chăn chiên tốt lành. Hiến chế Tông đồ năm 1988 quy định về giáo triều Roma. Điều mà sớm sẽ được thay thế đã nói rằng, bình thường các thành viên của một bộ là hồng y và giám mục. Tuy nhiên, theo tính chất cụ thể của một số lãnh đạo Roma, giáo sĩ và tín hữu khác cũng có thể được thêm vào hội đồng của hồng y và giám mục. Các thành viên mới khác của Bộ Tu hội Thánh Hiến bao gồm Đức Hồng y Angelo De Donatis, tổng đại diện giáo phận Roma; Đức Hồng y Kevin Farrell, Bộ trưởng Giáo dân, Gia đình và Đời sống; Đức Hồng y là Daria Ferrer, Bộ trưởng Giáo lý Đức tin; và Đức cha Ricardo Blasquez Perez, Tổng giám mục Valladolid của Tây Ban Nha. Ngoài ra, có 5 giám mục và 7 bề trên tổng phụ trách của các dòng nam cũng được bổ nhiệm làm thành viên của Bộ Tu hội Thánh Hiến và Tu đoàn Tông đồ.
Kính thưa quý vị, bản tin cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ hôm nay đó là ngày 17 tháng 7 năm 2019. Nhà thờ chính tòa Chúa Kitô, quen được gọi là nhà thờ kiếng của giáo phận Orange, Nam California, đã được thánh hiến. Lễ thánh hiến này mở ra một chương mới cho giáo phận Orange. Bản tin trên đài Vatican cho biết, nhà thờ kiếng được gọi là nhà thờ kiếng vì có những bề mặt được ghép bằng gần 11.000 tấm kiếng. Nguyên là một nhà thờ Tin Lành được khởi công xây cất từ năm 1977 theo yêu cầu của mục sư Robert Schuller, người sáng lập cộng đoàn. Nơi đây từng là nơi đã tổ chức hình thức rao giảng tin mừng trên truyền hình, rất phát triển vào thời đó. Vào năm 2010, cộng đoàn Tin Lành gặp khó khăn về tài chính, và ngày 17 tháng 11, 2011, nhà thờ đã được chuyển lại cho Công giáo. Bên ngoài nhà thờ không có những thay đổi, nhưng bên trong nơi thờ phượng thì được che bởi những tấm cửa bốn thùy, cho phép các lớp ánh sáng chiếu xuống bàn thờ bằng đá, các dãy ghế gỗ và tượng thánh giá bằng thép. Những thay đổi này nằm trong khoảng chi phí 77 triệu đô la để chuyển đổi nhà thờ này thành không gian thờ phượng Công giáo, như là thêm ghế giám mục, thiết kế các cửa sổ hình học để thu sáng, giữ cho nhà thờ 2.100 chỗ ngồi này được mát dù dưới ánh nắng chiều. Linh mục Christopher Smith, đại diện giám mục và là chánh sứ nhà thờ chánh tòa Chúa Kitô, chia sẻ: "Chúng tôi hy vọng là thông qua vẻ đẹp của nơi này, mọi người sẽ được lôi kéo đến gần Chúa hơn." Lễ thánh hiến nhà thờ mở ra một chương mới cho giáo phận Orange, được hình thành từ những năm 1970, khi dân số của quận này còn khá ít. Kể từ đó, quận Orange đã phát triển thành một khu vực đông dân và đa dạng giữa hai thành phố Los Angeles và San Diego, nơi có hơn 1 triệu người Công giáo. Trong nhiều năm, giáo phận đã lên kế hoạch xây dựng một nhà thờ mới để có thể tổ chức các sự kiện đặc biệt như các lễ truyền chức. Tuy nhiên, đề xuất này đưa ra một giá khá cao. Đến khi nhà thờ kiếng của mục sư Schuller bị phá sản vào năm 2010, giáo phận thay đề xuất xây mới nhà thờ bằng việc mua khu vực rộng lớn này ở thành phố Garden Grove với giá 57,5 triệu đô la. Ngoài nhà thờ, khu vực này còn có một trường học, nghĩa trang và văn phòng được bao quanh bởi những khu vườn tuyệt đẹp và các công trình nước. Giáo phận đã tìm cách diễn tả truyền thống của cộng đoàn tại nhà thờ mới. Các thánh tích sẽ được đặt trong bàn thờ của nhà thờ là của các vị tử đạo và các thánh từ Việt Nam, Mỹ Tây Cơ và Hàn Quốc, cùng với của Bắc Mỹ, đại diện cho các thành phần dân số nhập cư của quận Cam. Nhà thờ mới sẽ mở cửa cho thánh lễ cuối tuần, nhưng đóng cửa các ngày trong tuần cho đến năm sau để chỉnh âm cho chiếc đàn organ ống Hazelrite lớn thứ 5 thế giới. Giáo phận Orange có nhiều cộng đoàn Công giáo Việt Nam và là khu vực có đông người Việt nhất tại Hoa Kỳ. Trong khuôn viên nhà thờ chánh tòa Chúa Kitô, một linh đài Đức Mẹ La Vang cũng đang trong tiến trình hoàn thành. Linh đài này được đặt viên đá khởi công xây dựng vào ngày 27 tháng 10, 2018. Chi phí dự trù cho việc xây dựng linh đài Đức Mẹ La Vang ước tính khoảng 25 triệu đô la. Kính thưa quý vị, với phần chia sẻ này, anh em chúng tôi xin tạm dừng chuyện đời chuyện đạo tuần này tại đây. Xin cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại vào kỳ sau.